Sóng Hằng Nhiệt Độ Điện xin chào cả nhà. Em lên sóng một con máy rửa vát Tiona 60HS5. Loại nồi đồng cối đá, vỏ toàn bộ inox hết ạ. Giá thì rất là rẻ, con này em bán 2 triệu rưỡi nhé. Giá 2 triệu rưỡi chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, mã số 2 này. Bảo hành 1 năm, bác nào mua thì phải đọc đúng mã số nhé. Hình thức thì như trên clip ạ. Đấy. Ngon bỏ rẻ, nhưng mà nói chung là bảo đây đẹp thì không đẹp đâu ạ. Đấy, các bạn nào thích đẹp thì phải mua các cái dòng sang Panasonic, còn bản này nó phục vụ chủ yếu công năng thôi. Kính nhiếc trong nhìn được bên trong rửa này, có đếm ngược thời gian rửa còn 36 phút nữa này. Các chế độ rửa tiêu chuẩn mạnh nhẹ 2-3 người ăn, thời gian sấy 30, 45, 60 phút, dễ sử dụng, bật nguồn này, tắt nguồn bắt đầu rửa, chọn thời gian sấy, chọn chế độ rửa, rửa bằng nước nóng 80 độ C hết coi nhé. Khoang rửa rộng rãi này, từ trên tầng trên tầng dưới khá rộng luôn. Xếp 12 cái bát con, đũa, bát, đĩa, khay rác này. Đấy, doang chỉ bọn này không bao giờ sợ hỏng đâu nhá. Nó chỉ theo thời gian thì nó ngả màu thôi, chứ còn không hỏng đâu ạ. Rất là mềm, bền vĩnh cửu luôn. Ruột inox này, toàn bộ thân vỏ này cũng inox hết. Đấy. Hình thức thì nói chung là nó mang tính công năng thôi ạ, chứ còn bảo đẹp thì không đẹp. Giá 2 triệu rưỡi cho một con máy rửa bát rẻ bèo như cho. Các bạn nào lấy thì bác liên hệ nhé. Bảo hành 1 năm được nghỉ. Bạn nào thích bảo hành 3 năm thêm 500 nghìn, bảo hành cho 3 năm. Chào các bác nhé.